sẽ ngắm lại cái bộ cửa ở trước là chú Linh chú ấy làm đây mọi người ạ. Đây đẹp chưa? Công Nguyên xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn năng lượng. Thì hiện tại bây giờ mình có mặt tại Cô Lủng mọi người ạ. Thì hôm nay thì anh em mình còn ít bột đá nữa. Thì là với lại si hôm qua mình chở xuống đấy, thì hôm nay mình sẽ đổ nốt bê tông. Thì hôm nay thì anh em cũng đang tập trung để bơm nước đây mọi người ạ. Giải dây thì sáng nay bắt đầu mới giải dây, bắt đầu anh em đang bơm nước này. Nước đang chuẩn bị lên rồi. Thấy tiếng máy là nặng rồi. Ui, lên đến đây rồi mọi người ạ. Đó, nước đang lên rồi. Ôi trời, nhanh về kia, bể nước kìa. Đó, nước đã về chuẩn bị đến bể rồi, thì anh em mình bơm trực tiếp lên téc luôn mọi người ạ. Thì téc hiện tại bây giờ là đang ở gần đấy. Rồi đổ nốt ngày nay, bê tông đổ nốt ngày nay này, xong rồi là ngày mai là bắt đầu là cho máy lên trên để chuẩn bị là đục đá mọi người ạ. Đây, không biết làm về, ông đang ngoáy ngoắt ở đây làm gì đây? Ngoáy ngoắt ở đây làm gì đấy? Đổ dầu à? Kiểm tra đấy, bảo dưỡng xe đi. Ơ, nước bục ơi! Cầm dây chun này. Cầm dây chun để buộc cái này vào ấy. Đấy, em buộc cái này vào cho anh đấy. Này dây chun rất nhiều luôn, thoải mái bơm, thoải mái buộc, quên. Đây mọi người, em xính bắt đầu triển khai là múc bột, múc đá, bột với đá lên vào để trong thùng để chuẩn bị trộn đấy. Thì, nước bơm ở đây chỉ bơm khoảng 10 phút là đầy bể rồi. Thì bây giờ mình bơm trực tiếp luôn, không bơm lên xe nữa. Thì đường ống bây giờ nó giải đủ rồi. Tại bây giờ nếu mà không đủ ống để bơm trực tiếp xuống dưới này, bắt buộc phải bơm vào téc thì mới bơm tiếp tục là bơm xuống dưới này được. Đây thì em xính đang múc bột đá vào để trộn cho xi vào. Thì hôm trước thì mình lấy chuyển xi từ cái đống trên kia kìa xuống dưới này là 5 cối xi, 5 cối bê tông. Đấy thì mình cũng tính là đến đây là đủ 5 cối là hết xi này. Cũng là hết bột đá luôn. Giờ mỗi cối này là đổ được 5 mét bê tông mọi người ạ. 5 mét dài. Cái này sống rồi. Đấy, đây là tác phẩm của em Tính. Em mới dồng cây này là cây không phải cái lê, là cái mận hay sao ấy. Cái lê à? Đúng rồi, cái lê. Tác phẩm của em Tính em dồng đấy. Đây, mọi người đang đứng chờ để chuẩn bị cào bê tông để đổ đây.
tại bây giờ thì anh em mình cũng đang chờ mọi người bơm nước lên téc này, với lại là chờ mấy người đang mấy anh em đang bơm cho xi vào trong thùng. Đấy thì mình tranh thủ thời gian này chưa có bê tông để đổ thì mình xuống nhà chú Linh để xem anh em thợ nó làm cái công trình phụ như nào nhé. Thì anh em mình sẽ bây giờ sẽ đi xuống dưới đấy. Anh em mình đã đến nhà chú Linh rồi. Đấy. Bây giờ anh em mình sẽ vào bên trong xem anh em thợ đến chưa. Đây. Anh em mình sẽ vào trong này sẽ ngắm lại cái bộ cửa trước là chú Linh chú ấy làm đây mọi người ạ. Đây, đẹp chưa? Đấy. Phun sơn đỏ chót luôn nhá. Đó. Mình sẽ đóng thử lại nhá. Crush chưa? Thật chơi rồi. Ở đây mấy anh em đang ngồi uống nước trong này đây. Thật chơi chú nhá. Đấy anh em nhá. Hỏi chơi à? Không hỏi chơi đâu. Ui, đỗ ngon chưa này mọi người này. Đó, đỗ này mà về mà nấu canh đậu này. Đấy, hoặc là xào này. Ngon tuyệt vời luôn. Đây là trực tiếp bà con trồng được đây. Rất sạch, không có thuốc men gì cả, không có một cái chất bảo quản gì. Nhiều sai. Mọi người mới nhặt mọi cái lửa mới nhặt này. Sâu hết rồi, cái quả sâu. Bây giờ bắt đầu đang nhặt đây. Sao lại chèn chèn này làm gì? Nhìn cái cửa này nhìn đẹp hơn. Nhìn rất đẹp luôn. Ô, phun nốt cái này đi, cái này là chưa phun, cái này là toàn bộ gỗ nghiến hết mọi người ạ, 100% gỗ nghiến hết, từ khung từ khuôn bao này đến toàn bộ cánh cửa này. Đó. Ở đây mình sẽ làm cái công trình phụ đây, làm đây nha. Đây về đây. Dạ, chỗ viên đáy à? Đến đây. Đây, từ đây. Còn chỗ này là làm lối đi lên, là làm bậc lên xuống. Nên bây giờ là có thước mét không? Bây giờ mình sẽ khảo sát lại cái chỗ nhà vệ sinh này xong rồi để lát anh em thợ đến thì mình sẽ quay lại một lần nữa. Bây giờ để khảo sát lại thử xem nào là nó nhà vệ sinh này đến đâu. Lát nữa làm mấy quả về xào. Những quả già này là tách ra để lấy hạt này. Rất ngon. Ui giời, thức đã gì hết rồi. Nó vuông ra như này nhá. Đó. Này thì xấu quá. Cái này kiểu hơi xấu. Nó vào cái cửa này. Bỏ cái bò đá này đi này. Tàu đó. Đó. Đây, vào đây, vào đây. Bỏ cái này đi. Thì nó vuông đây, nhà vệ sinh nó vào đến đây là vừa này. Thì là nó không ảnh hưởng đến cửa này. Đấy, thì nó sẽ đẹp hơn.
ra đây rồi đứng trên nắp cửa mình luôn. Tại vì cái hàng đá này vẫn của nhà, nó vẫn đất của nhà chú, nó bắt buộc phải bỏ ra và xây sang bên này. Thì có lúc là mình muốn ý định là muốn là xây từ cái bên cái mép cửa này hết vào đây, chứ không không xây thò ra ngoài cái cửa này nữa. Đấy thì thò ra ngoài cái cửa này nhìn nó rất xấu, nhìn nó không đẹp mọi người ạ. Đấy, mình bắt buộc phải làm nó phải thò ra đến đây. Đấy, ví dụ là từ đây là 2m4 này, 2m4 ra đến đây, đúng đến đây luôn. Đấy, 24 ra đến đây, ra đến đây thì nó vào 2m5 là đấy, 2m3, 10, 20, 30 phân, 1m1 nhà tắm. Thì nhà chú Linh là 1m2. Thì vì cái nhà tắm nhà chú Linh là mình sẽ làm bé hơn mọi người ạ. Nhà chú yêu cầu là không cần phải làm to như nhà em Tính, làm nhỏ hơn nhà em Tính một chút. Đấy. Thì mình sẽ làm bé đi một chút. Thì bây giờ anh em mình sẽ lên trên kia để cho anh em nó đổ bê tông mọi người ạ. Rồi. Bye.
kéo kéo đằng trước. Ồ, oh, chị tao. Thank you.
Đó, mọi người ạ, hiện tại giờ là ngày nay anh em cũng còn một ít đá nữa thì là với xi nữa thì anh em đổ nốt thì ngày nay cũng được khoảng tầm khoảng 50 mét mọi người ạ. Đấy thì mình cũng hiện tại bây giờ cũng còn khoảng cối hơn một cối nữa thì mình cũng đổ nốt, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay hãy like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye.